Mọi người, hôm nay mình sẽ đi giao 6 con chó cho hộ chăn nuôi gia đình hợp tác cùng Hoàng Gia. Các bạn theo chân mình nhé. Vâng, và đây là trang trại của mình. Giờ mình chuẩn bị cho 6 bé lên xe. Và đây là những bạn kỹ thuật ưu tú nhất bên mình. Đây là hôm nay mình sẽ cho đi 3 bé cùng đi. 2 bé Golden và 1 bé Alad. Và chuẩn bị đi sau thêm 1 bé Alad nữa nhé. Đây là các bé đây. Đang chuẩn bị đi về nhà mới. Đây là con đường huyền thoại nhá. Ai đi qua Đắk Lắk thì sẽ biết con đường này nha. Rất là đẹp, rất là nhiều giao thông. Cùng theo chân mình đến mô hình trang trại tiếp theo của bên Hoàng Gia mình nhá. Đây, mời các bạn tham quan này. Hello, xin chào cả nhà mình. Bây giờ mình đang sẽ setup cho các bạn về mô hình mình vừa mới hỗ trợ nhé. Đây là mô hình ở trong Krông Anna, Đắk Lắk. Đây là những con chuồng giống và những con chó giống nằm ở trong này. Rất nhiều giống ha. Đây, hơi kín một tí nhưng mà không sao. Như này thì đảm bảo an toàn, kín đáo. Đơn. Đây là dãy chuồng chó giống. Đấy, kia là dãy chuồng chó đẻ. Đây là sân chơi các bé. Đấy, lát nữa mình sẽ đi quay cái phòng đẻ cho các bé nhé. Đây, thấy hình con giống cũng đã đến. Kiếm tiền nha. Đây là hợp đồng nè. Và đây là bây giờ ăn nè. Chào mọi người nhé.